không thể nào tập trung cho nhạc rap được. Thì lúc đấy là mình đã muốn đi kinh doanh rồi. Đấy là lần đầu tiên mà mình cảm thấy là mình có khả năng cái gì đấy. Thì em rất thích cái chuyện đấy. Tiếp tục cái nghề của mình, tiếp tục theo đuổi cái ước mơ của mình. Chiều anh sáng ấy khắp thiên đàng, sống với đam mê rực rỡ. Nghệ sĩ Chibu. Bằng nỗ lực không ngừng nghỉ và niềm tin tuyệt đối vào bản thân, 2023 là năm hoạt động rực rỡ của Chibu. Rapper MCK. Sau thời gian dài ẩn mình chiêm nghiệm cuộc sống, MCK cho ra đời album 99%, đánh dấu cột mốc trưởng thành trong âm nhạc của một nghệ sĩ trẻ, truyền đi thông điệp sống trọn vẹn với cá tính chính mình. Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Với hơn 20 năm làm nghề, nữ ca sĩ vẫn không ngừng khai thác nhiều thử thách, vai trò mới, khẳng định không có giới hạn nào bó buộc được phụ nữ thế hệ mới. Rapper Đen Vầu, nam nghệ sĩ duy nhất nhận giải thưởng tình nguyện quốc gia, trở thành nguồn cảm hứng lớn cho khán giả bằng hình ảnh người nghệ sĩ tài năng, tử tế và đầy trách nhiệm với cộng đồng. Rapper Hiếu Thứ Hai, theo đuổi thành công hình mẫu một nghệ sĩ trẻ toàn năng khi chăm chỉ ra hàng chục sản phẩm âm nhạc ấn tượng, hàng trăm show diễn và tham gia nhiều show truyền hình thực tế ăn khách. Rapper Double Duty, From Zero to Hero, từ anh thợ cắt tóc miền núi đến quán quân rap Việt mùa ba. Hành trình của Double Duty là minh chứng rõ ràng nhất cho việc không bao giờ là quá muộn để theo đuổi đam mê. Người mẫu Dahan Phương Oanh, từ cô gái trẻ với đam mê thời trang, vượt qua nhiều va vấp với hành trình mỹ tiến đầy thách thức để chạm được hào quang rực rỡ ở thị trường thời trang quốc tế. Giám đốc sáng tạo Alex Fox, một cá tính nối bật mới trong ngành thời trang Việt, góp phần vào sự thành công của Elle Official Việt Nam và các chương trình truyền hình thực tế cực hot về thời trang mà anh tham gia. Giám đốc sáng tạo Phương Vũ, phong cách hình ảnh dữ dội, có lúc ngông nghênh và dị biệt, giúp Phương Vũ ghi dấu như một đại diện trẻ tiêu biểu của ngành sáng tạo Việt Nam. Nhà thiết kế Duy Đào, người Việt Nam đầu tiên được đề cử Grammy cho hạng mục thiết kế, trở thành niềm cảm hứng lớn cho người trẻ đam mê làm sáng tạo. Đạo diễn Phạm Thiên Ân, chàng trai làm video đám cưới, phá kén thành đạo diễn, đoạt giải tại Liên hoan phim Cannes danh giá. Nhóm nhạc Blue Trắng, bằng tấm lòng lương y như từ mẫu, các bác sĩ của nhóm nhạc Blue Trắng vẫn ngày ngày mang tiếng hát của mình đổi lấy từng bữa ăn, từng tấm thẻ bảo hiểm y tế cho bệnh nhân nghèo. Bệnh viện Đồ Gia, nơi cưu mang, dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động yếu thế, mất định hướng sống ở mảnh đất thủ đô. Vinh Trần, chàng trai được cả Google và Meta săn đón, để rồi từ bỏ tất cả, đuổi theo đam mê xây dựng ứng dụng AI, giúp đỡ cho những người trầm cảm. Đội truyền thông Nhà tù Hỏa Lò, nhóm bạn trẻ đầy sáng tạo, dùng hoạt động truyền thông mới lạ để đưa di tích Nhà tù Hỏa Lò đến gần hơn với công chúng, khơi gợi tình yêu với văn hóa, lịch sử dân tộc trong cộng đồng một cách mạnh mẽ. Đội hỗ trợ sơ cứu Fast Angel, trong hơn 4 năm hoạt động, xuất phát từ tấm lòng tử tế, Fast Angel đã nâng niu trong tay hơn 10.000 sự sống và 17.000 vụ sơ cứu. Hoàng Hoa Trung và dự án nuôi em. Bữa cơm nhỏ nuôi giấc mơ to. 10 năm dự án nuôi em do Hoàng Hoa Trung khởi xướng vẫn đang từng bước gieo giấc mơ về một cuộc sống tốt đẹp cho trẻ em vùng cao. Cô bé Phương Hàng Hiếu Thảo và chủ shop quần áo tốt bụng. Câu chuyện tình người đẹp như tranh vẽ của cô bé Phan Thị Cà nhặt về chai mua áo mới cho mẹ và chị chủ shop tốt bụng đã lay động không ít trái tim. Nhà giáo Ngô Hồng Khiêm, bóng dáng người thầy giáo già suốt 42 năm cần mẫn, vừa dạy học vừa làm MC đám cưới để kiếm tiền giúp đỡ các học trò nghèo. Cô giáo lái đò sông Đà Quách Thị Bích Nụ, 18 năm đưa học trò vượt trùng trùng sóng nước sông Đà để tìm kiếm con chữ, tiếp bước cho biết bao thế hệ học trò miền quê Đà Bắc. Shipper nói tiếng Pháp Huỳnh Hữu Phước, chàng shipper trẻ tự tin trò chuyện bằng tiếng Pháp với nhà văn nổi tiếng Mark Levy, truyền đi nguồn cảm hứng, vượt qua khó khăn cuộc sống để tiếp tục với việc học. Streamer doanh nhân Piu Piu, người tiên phong đưa streamer trở thành một nghề chính thống ở Việt Nam. Với anh, tuổi trẻ rực rỡ là hành trình xoay quanh những chữ dám, dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm, dám thất bại để thăng hoa. Kỷ lục gia SEA Games Nguyễn Thị Oanh, nữ vận động viên mang tinh thần thể thao chân chính, nỗ lực kiên cường đưa điền kinh Việt Nam làm nên kỳ tích chưa từng có tại SEA Games 32.